Vào đây cho sáng đi lên ảnh cho bác xem nhá. Đỏ chưa? Ý này xé cái thớ này rồi. Đấy, phê luôn. Tất nhiên phải hấp nó lên mới ngon nhá. Nó bắn nó lên. Cái miếng bắp này nhìn phê. Đấy, đảm bảo mềm này. Trong sẽ rất ngọt. Không bị khô. Cả kể cả cái vỏ nó không bị cứng này. Đấy. Châu hun khói. Rồi anh em tôi đang đốt lò đây, sau trồng ba cái này lên để treo vào đây. Còn cái công thức làm thì cứ thịt bắp, thịt đùi, mông. Tôi cắt vừa miếng bằng đòn tay để ướp với gừng. Gừng mà trộn gừng giã thật nhiều, trộn với lại rượu. Bóp với nước, ướp kèm thêm ớt bột. Hạt rồi mà khét cho vào. Ngâm ướp trong vòng tối thiểu là phải 30 phút, không có phải hơn, càng nhiều càng tốt. Đấy, để xong leo gác lên và đun duy trì cái khói, đừng có đốt to quá. Vừa đảm bảo đỏ mà vừa đảm bảo chín, mềm và đỏ nhé. Bây giờ tôi sẽ rang mắc khén. Mắc khén. Mắc khén hạt dồi đây. Hạt dồi cũng rất ngon này, hạt dồi xịn này. Gọi một đây. Đấy. Rồi tôi sẽ rang mắc khén nhá. Tôi sẽ rang mắc khén. Lấy cái chảo rang mắc khén. Mắc khén của tôi là mắc khén phơi khô chưa rang nên là phải rang các bạn. Đó. Thì tùy lượng trâu mà ta rang thôi. Để cho nhiều nó cũng đắng đấy. Đấy, đã thấy thơm rồi đấy. Để cái chõ cao này thì nó không bị bắn, nó nổ nó bắn ra ngoài. Rang chỉ cần chín tới thôi, chứ còn nếu mà rang cháy quá nó bị đắng. Qua thôi. Nổ nó. Thơm lắm. Hạt dồi tí nữa tôi phải nướng lên các bác nhá. Không gọi rang cái này đâu. Hạt dồi nướng than hoa nó ngon. Cho hạt dồi, hạt dồi đây không biết hôm trước chắc là rang rồi chứ dã. Cái này phải nướng nó mới thơm. Một canh thôi.
rồi mắc khén cho nhiều nó đắng. Đây các bác. Như vậy là đã ướp được khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Bây giờ là cho lên bếp. Hiện tại lửa đang to quá, nhưng mà thôi, để cho nó cháy hết những cái rác rưởi đi. Xong người ta chỉ cần khói đều đặn là được, ok thôi. Cứ đều đều cho nó khô dần, khô dần, khô dần, khô dần. Chứ lửa to như này là không được, nó sẽ bị khô cháy. Bây giờ đây, tôi đã treo vào những cái ngóc móc ngoặc sắt này, ngoặc nhôm này. Cứ thế là treo lên là cái miếng thịt của nó sẽ rất là thẳng. Miếng thịt sẽ rất là thẳng và đẹp, chứ không có bị co rúm hay là dính vào phên như như này. Bây giờ tôi sẽ treo nó lên nhé. Sức nóng có lẽ là cái này nó hơi yếu, thấy cái khác này, cái này yếu quá, chờ tôi chút. Đây các bác, đã lên lò lên bếp, lửa bắt đầu được khống chế nhỏ lại, nhỏ nhỏ lại rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 miếng, 16 miếng cho trung bình là khoảng độ 10 cuộc nhậu. Đấy. 10 cuộc nhậu. Còn nếu mà nhậu nhỏ thì mỗi cuộc chỉ có 1 miếng thôi. Đấy quý vị ạ. Thì đấy. Sau đây tôi sẽ phủ cái lớp lá chuối lên cho nó ủ được khói và nó đỡ bị khô. Đấy, đỡ bị khô. Nó giữ được cái hương vị. Còn cái độ cao này nó rất là lý tưởng rồi. Khói như này là đẹp rồi. Chứ khói quá mà là nó nóng mà và nó bị khô. Đấy. Thì chắc là khoảng độ đầu giờ chiều mai là sẽ thành thành phẩm thôi, là sẽ ăn được. Đấy. Ướp tiếp rất là chuẩn, có cả ớt tươi, lúc nãy tôi chưa quay có cả ớt tươi đây rồi. Ớt bột thì không có, thì xay bằng ớt tươi. Đấy. Cái lò này thì cố gắng duy trì lúc nào nó có khói. Ok các bác, như vậy là đảm bảo rồi. Một chút để uống bia Tết thôi, không có nhiều. Các bác thân mến, bây giờ là 8 giờ tối. Được xem nào, 4 tiếng rồi, 4 tiếng. Và các bác xem, tôi khống chế cái lửa, bây giờ chỉ để khói nó lan man thế này thôi, nó mới ngon các bác. Thì cố gắng là với cái tiến độ như này thì đây thì chỉ tầm khoảng 2 giờ sáng, rạng sáng ngày mai là rất ngon rồi. Thì bây giờ tôi chỉ để thoang thoảng này thôi, chứ để nó cháy thì hoặc là nó to lên thì nó sẽ bị khô, nó mất cái vị ngọt của cái trâu đi. Ở bên ngoài đang rất là ngấu, rất là ngon, màu rất đẹp. Bên trong thì hiện tại chắc chắn là nó đang rất là đỏ. Nếu mà cứa ra, đấy, ai thích ăn đỏ như thế thì cũng ok rồi. Bởi vì kiểu gì thì cũng phải bảo quản và cho vào lò vi sóng khi mà sử dụng, từ gỡ từ tủ đông gỡ ra các bạn. Còn miếng nào ta ăn luôn thì ta không nói, nhưng mà khi mà mình bảo quản để ăn lâu dài thì ta để vào tủ đông. Và mỗi khi lấy ra ăn thì ta bắn lò vi sóng, vẩy chút nước vào. Đấy, thế thôi là rất ngon rồi. Đấy, đừng có làm nó khô quá, nó không nó không ngọt các bạn. Đấy, khô nó ăn nó rất là sát. Và khi mà cái này, cái lò này mà nó nóng quá, nó cháy thì nó cũng làm khô thịt này rất là nhanh chín. Đấy, thì tôi phải để những hở như này và thi thoảng điều chỉnh cái nhiệt độ ở cái nắp này. Cái này là đậy để cho nó tụ nhiệt cũng như là tụ khói. Khi nào mà cảm thấy nó nóng quá thì mình bỏ nó ra, bỏ nắp này ra. Đấy. Và cái mình sờ vào cái miếng thịt ấy, nó lúc nào nó ấm ấm hơi nóng nóng là ok, chứ mà nó bị bỏng tay là không được đâu nhá. Bỏng tay là nó chín mất rồi. À, không ok, là chứng tỏ lúc ấy cháy rất là to. Đấy, bây giờ nhìn mặc dù là chỉ thấy phơn phớt than thế này thôi nhưng mà rất là nhiều khói. Đấy, toàn bộ là gốc cây già đốt dưới này, rất là nhiều than đấy các bạn. Tôi gỡ cho bác xem nhé, bác xem.
Đây. Không hề là ít, không hề là ít khói đâu nha. Nó xem. Đèn này này, đang nháy. Đây. Cực kỳ đỏ đây. Cực kỳ đỏ đang rút nước. Cực kỳ đỏ đang rút nước. Sờ ấm ấm và rất là mềm, không bị khô. Thì ta cố gắng ta để những cái làn khói mỏng này. Mặc dù nhìn thấy làn khói mỏng nhưng mà mình ghé mặt vào là không thở đâu. Đấy. Nó không bị quá nhiệt ấy. Khi mà các bác để thấp quá nó bị hỏng ấy. Nó bị chín mất ấy. Đấy. Nó từ từ này. Ấn vào đây này. Nó vẫn còn đang chảy nước, đang rút nước từ từ, hết sức từ từ. Miếng nó đỏ như thế này. Tuyệt vời. Toàn lộ những cái miếng trâu ngon nhất thì đem ra làm gác bếp này. Các bác hôm nay cái cảnh quật con trâu thì các bác cũng đã biết rồi. Đây. Đang rớm nước đỏ này. Rất ngon nha. Rất ngon. Về cái chất lượng của cái miếng thịt là cực kỳ ngon. Vì mình ướp cũng đủ gia vị. Và cái thứ hai là mình cái cách làm của mình đã có kinh nghiệm rồi. Mình cứ hết sức từ từ. Không có gì ngoài thời gian của bác. Rồi thì sáng ngày mai là cũng có sản phẩm ngon thôi. Đây. Đấy, rất đỏ, rất hay. Đấy, vừa nãy tôi đổi cái cọc này từ trong này đổi ra ngoài cho nó đều. Đấy, và để sát nhau cũng không cần phải thưa quá, mình làm không nhiều. Đấy, củi như này là ok rồi. Cái lò tôn này nó rất tốt vì là nó không bị mất khói ra ngoài, chứ không cần tốn nhiều của củi quá. Đấy. Đây, cái miếng này, nó nhìn thớ này. Úi xời. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Đấy. Nhiều khói đấy, không hề ít đâu. Chèo này quá yên tâm luôn. Không cần phải xoay cái gì cả, mà miếng thịt nó rất là thẳng. Nó không bị cong keo hay là bị dính vào đâu cả, bởi vì là chỉ có treo này thôi. Nó cứ thẳng xuôn đúng là cứ thế, nó rút nước từ trên xuống, nó rút nước. Miếng thịt cực ngon. Đấy, nhìn thấy là rất ngon rồi. Hiện tại mà cái miếng như này cắt ra là sẽ đỏ au ở bên trong và bên ngoài rất là chín rồi. Nhưng mà nếu thích hợp với bác nào ăn tái, còn để mà làm gác bếp thì phải rút khô ở bên trong thì hồng hồng một xíu, bên ngoài là chín, bên trong hồng một xíu là ok. Và ta kết hợp bắn lò vi sóng nữa thì tuyệt vời, vẫn còn đủ cái độ mềm, độ ngọt của thịt mà vẫn đảm bảo chất lượng của cái thịt trâu khô. Đấy. Tuyệt vời chưa? Cái mẹ này sẽ cố gắng làm thật là ngon để sử dụng. Cách đây khoảng độ 3-4 năm tôi có làm một cái mẻ, hai mẻ. Mẻ đầu tiên rất ngon, mẻ thứ hai thì hơi vội vì là không có thời gian. Thì ta đốt nhiều quá, ta đốt nó lửa nó to quá nên nó bị nhanh chín, nó bị xác và ăn không ngon. Rất là tiếc, mặc dù thịt trâu rất là ngon. Đấy, thì mẻ này chắc là cái mẻ ngon nhất. Mỗi tuần hơi ít thôi. Thịt cả con trâu nhưng mà chia cho 9 cái đầu nhân khẩu nên là nó không còn bao nhiêu nữa. Đấy, để ăn Tết đấy các bạn. Các bác chờ kết quả của tôi vào ngày mai nhé các bác nhé. Xin chào các bác. Như vậy tôi làm khoảng độ 11 tiếng các bác. 11 tiếng và luôn trong tình trạng có khói đều, không bị lửa và không bị khói nhiều. Toàn bộ là bằng gỗ nung bằng gốc cây ấy, gốc cây già gỗ. Đấy, thế thì khoảng 2 giờ tối hôm qua là nó được khoảng 11 tiếng thì tôi tắt bếp, lúc ấy nó cũng hết củi. Nó hết củi thì tôi cứ để đây để coi như bảo quản, lúc ấy nó cứ khuya rồi. Đấy, úp cái lá chuối vào để kiểm tra chất lượng xem nào các bác nhé. Bây giờ đang ép có cái dao cắt nó ra thì các bác xem sẽ thấy nó còn hồng hồng ở bên trong. Các bác thấy nó còn hồng hồng ở bên trong. Ví dụ miếng này. Đấy, nó sẽ còn hồng hồng bên trong. Thế thì khi mình ăn mình sẽ quay vào lò vi sóng hoặc là đổ lên. Hoặc thậm chí nếu không làm được nữa thì quấn lá dong hay là lá chuối xong rồi vùi vào cho bếp nóng này, than đỏ này. Đấy.
thì ăn nó sẽ ngon. Chứ còn mà ăn ngay như này thì nó vừa bị cứng mà nó không cái gia vị của nó bị khô mất rồi. Đấy. Đấy các bác xem. Toàn bộ củi cháy hết rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 16 vẫn đủ 16 miếng. Đấy. Hôm qua nó còn có mưa các bạn. Bây giờ lại dỡ lò thôi để sang năm làm tiếp. Năm nay như thế là thành công rồi. Thời tiết hôm nay khá đẹp, chắc là người bán đào bán quất hôm nay là kiếm đấy, chứ mấy hôm trước thì mưa quá, vừa mưa vừa rét. Nên tiếp tục nó sẽ sắp mưa tiếp rồi, nhưng mà tranh thủ được ngày nào thời tiết đẹp và cho bà con thì cũng là điều mừng. Bây giờ tí nữa tôi thử cắt một miếng để tình hình như nào để xem có nhé. Hy vọng là đúng như mong muốn của mình là bên ngoài nó săn, nó chín, và bên trong nó còn hồng hồng và ướt. Đấy, thế thì ngon. Thì mình đồ rồi mình hấp lên ăn nó tuyệt vời luôn. Đây là giờ mới đến tiết mục giám đốc thẩm này. Thử xem, lấy hú họa một miếng thử xem. Cầm một tay hơi khó. Chờ tới chút. Ok lên. Vừa cắt qua cho nó một tí rồi. Chờ tí nhé. Đấy. 9. Bên trong là hồng. Đảm bảo ngon chưa? Không bị khô. Nếu mà thêm một tiếng nữa thì cũng ok đấy. Nhưng thêm một tiếng nữa là ok, là cũng rất ngon. Nhưng mà tôi thích nó như này, nó đỡ bị khô. Mình bảo quản xong rồi có thể ăn lâu dài, nó không bị khô. Đấy. Nếu mà rút thêm một tiếng nữa thì nó sẽ, nếu mà để lâu nó sẽ ăn không ngon. Cái này nó ngọt, trâu nó phải ngọt, trâu nó phải ngọt mới ngon. Ok, thành công rồi. Mẻ này rất ngon, nó mềm nhé. Cảm ơn các bác nha. Tôi sẽ có cái video thưởng thức cho các bác xem. Đây cho sáng đi lên ảnh các bác xem nhé. Đỏ chưa? Ý này xé cái thớ này rồi. Đấy, phê luôn. Tất nhiên phải hấp nó lên nó mới ngon nha. Hoặc bắn nó lên. Cái miếng bắp này nhìn phê. Đấy, đảm bảo mềm này. Trong sẽ rất ngọt. Không bị khô. Kể cả cái vỏ nó không bị cứng này. Đấy. Cái đủ độ cao á. Đủ độ cao mà lúc nào khói nó chỉ phất phơ mà cái khói là cái khói của cái gỗ to á. Bởi vì đồng hào mà ngày xưa thì cũng chỉ là dùng khói bếp chứ không ai cũng ngồi đốt kiểu như mình làm sản phẩm này, nhưng mà ý là nó cũng sẽ như vậy thôi, chứ không có rút ngắn công đoạn. Nó sẽ bị khô vỏ mà bên ngoài thì cứng mà bên trong thì không ngon. Đây. Có miếng to miếng nhỏ, bắp với đùi với mông. Đây. Rất ngon. Đây, xé thớ này. Ngon quá. Thích không? Bao tiền đây đấy, thích không? Rồi, chuẩn bị ăn Tết thôi. Chuẩn bị phục vụ diệt bia. Ăn Tết. Ăn Tết đây này. Anh có uống bia không mà anh kê đấy? Tỷ lệ quá đẹp luôn. Chúng tôi làm 6 cân. Thịt thì bây giờ là còn 4 cân.
trừ vào cả cái cọc này với cái mấy cái sắt này thì còn đúng 4 cân nha các bác nhá. Đấy. Và chuẩn luôn. Chuẩn ngon, chuẩn độ rút nước mà không bị khô nhá. Đấy, mềm từ vỏ mềm vào trong. Đấy. Rút nước từ từ, rút nước nó tóp lại. Chứ không phải là đốt cho nó chín các bác nhá. Cái hai khái niệm khác nhau. Sấy, đây là nhiều thịt sấy. Sấy cho đến nỗi nó kèm thêm nhiệt đều nó sẽ rút khô nước và nó chín. Chín theo kiểu chín rút nước. Đấy. Bỏ hết dây thép rồi nha, đừng cái gậy nha. Cái này thì không đáng bao nhiêu, cái vỏ giấy này ba cần chín, ba cần chín coi như ba cần tám này. Đó, số đẹp 3 cần 8, trừ luôn như cái này một hoa này cho nó 3 cần 8 đi. Đấy. Đấy. Đúng rồi, 3 cần 8. Xin luôn 3 cần 8. Quá đạt, cái tỷ lệ như thế là tầm hơn 70%, quá đạt. Đấy. Đủ độ rút nước và vẫn ngon. Chứ khô hơn thì nó nhẹ hơn thì lại khô. Mà nó nặng hơn thì ướt. Đấy. Các bạn ạ.